Nếu các bạn đã biết đến The Bike Room thì chắc hẳn trong số các bạn đã nghe qua cái tên The Red Knight rồi nhỉ. Thậm chí nếu bạn chưa gặp anh ta thì chắc chắn các bạn cũng đã nghe nó qua một người đã từng gặp rồi đúng không? Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thực thể huyền bí The Red Knight hay Hiệp Sĩ Đỏ. The Red Knight hay Hiệp Sĩ Đỏ là một trong những thực thể được đánh giá là hùng mạnh và phi thường trong The Bike Room. Nhờ vào những khả năng của anh ta, Hiệp Sĩ Đỏ đã được đánh giá là một thực thể huyền bí trong The Bike Room. Dù sức mạnh và tầm ảnh hưởng của anh vẫn chưa thể sánh bằng với một số thực thể huyền bí khác như Nostradamus và Plant. The Red Knight có thể được mô tả là một hiệp sĩ thực thụ khi anh mặc một bộ giáp từ cuối thế kỷ 16 và một chiếc áo choàng đỏ có viền vàng. Điều này khiến anh khá dễ để nhận diện bởi con người. Đồng thời, Hiệp Sĩ Đỏ luôn đem theo một thanh kiếm quá to để có thể để ở bên hông, nên anh ta thường có xu hướng vác nó trên vai. Anh ta cũng có thể đem theo một chiếc khiên hoặc không. Mặc dù những thứ mà anh ta đang sử dụng hoặc đang mặc đều đang ở trong tình trạng tốt, nhưng đôi khi bạn sẽ thấy một vài vết lõm trên áo giáp và chiếc áo choàng của anh đôi khi cũng bị rách. The Red Knight cũng có một chiều cao và thân hình tương đối của một người trưởng thành. Hãy luôn để ý anh ta ở xung quanh, nhất là khi bạn đang bị lạc hoặc đang bị dồn vào đường cùng trong The Bike Room. Và chắc hẳn một số trong các bạn chỉ xem video này chỉ mong chờ rằng anh hiệp sĩ của chúng ta sẽ cắt đôi những con quái vật chỉ bằng thanh kiếm của anh ta, hay sử dụng ma thuật hoặc những thứ tương tự như vậy, đúng chứ? Thậm chí tự hỏi rằng anh ta đến từ đâu, anh ta thực sự là ai. Dù cho tất cả những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng chúng ta không thể chắc chắn về bất cứ điều gì có thể xảy ra, đúng không? The Red Knight thường khá kỳ lạ khi anh ta thường xuất hiện trước mặt đa số những người lang thang khi họ mới đến The Bike Room. Một số giả thuyết cho rằng anh ta có một loại thiết bị định vị hoặc một loại giác quan ma thuật nào đó để định vị những người lang thang. Nhưng đừng lo, Hiệp Sĩ Đỏ sẽ không làm thịt bạn khi đã chạm trán đâu. Anh ta chỉ có vẻ là muốn giúp đỡ bạn thôi. Anh ta đôi khi sẽ bắt chuyện với những người mà anh ta đã cứu. Mặc dù Hiệp Sĩ Đỏ không phải là một người giỏi nói chuyện, nhưng anh ta sẽ đưa ra một số thông tin cần thiết trước khi ném chúng ta vào cánh cổng mà anh ấy đã tạo ra. Còn cánh cổng là gì thì mình sẽ nói ở phần sau. Thế nhưng, nhiều người đã tuyên truyền rằng khi đi qua cánh cổng của The Red Knight, hãy đi qua nó mà không dừng lại. Khi bạn thấy một biểu tượng nào đó, chạm vào nó, thì bạn sẽ rơi xuống một nơi bất kỳ mà có những người lang thang đang sinh sống ở đó. Thông thường sẽ là những đồn điền hoặc căn cứ của MEG, thậm chí có thể khiến chúng ta xuất hiện từ một nguồn sáng không xác định và rơi xuống trước mặt một đội đặc nhiệm hoặc một đám đông những người lang thang. Mặc dù như mình đã nói, điều này được tuyên truyền qua nhiều người, thế nhưng nó được cho là an toàn. Người ta cũng không biết rằng chuyện tồi tệ gì sẽ thực sự xảy ra nếu bạn không nghe theo những chỉ dẫn và thông tin của The Red Knight, vì chưa có một ai đã sống sót để kể lại điều đó. The Red Knight phải có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó cho phép anh đứng vào hạng mục của những thực thể huyền bí. Sức mạnh đó cụ thể là gì? Chúng ta hãy cùng đến với sức mạnh của The Red Knight. Đầu tiên, đó chính là sức mạnh thể chất phi thường. Chỉ có hai từ để nói về khả năng này của The Red Knight là phi thường. Hiệp Sĩ Đỏ được nhiều người lang thang biết đến là đã đối đầu với nhiều thế lực đã biết và chưa biết đến. Kể cả khi bị thất thế bởi số lượng, The Red Knight vẫn đứng trên đỉnh cao của chiến thắng. Anh ta được cho là đủ để nhấc một người trưởng thành lên chỉ bằng một cánh tay, có thể vung thanh đại kiếm nhanh như cách chúng ta vung một cánh cây, thậm chí nó còn nhanh đến mức nhiều nhân chứng đã báo cáo rằng đôi ủng sắt của Hiệp Sĩ Đỏ đã phát ra ánh sáng màu đỏ và bắn ra những tia lửa khi anh ta đang chiến đấu, đủ để hiểu anh ta nhanh đến mức nào. Một nhân chứng tên là Maurice đã kể lại rằng The Red Knight đã bị hất văng bởi một con Orch về phía một bức tường đá. Cú va chạm đã mạnh đến mức bức tường đã vỡ vụn, thế nhưng Hiệp Sĩ Đỏ bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn đứng dậy mặc cho bao nhiêu thương tổn mà tiếp tục chiến đấu. Được rồi, chúng ta sẽ đến với khả năng độc nhất vô nhị của The Red Knight, là anh có thể tạo ra các cánh cổng không gian bằng thanh kiếm của mình, và cánh cổng này có thể đưa anh hoặc một người lang thang nào đó đến bất kỳ level nào mà anh muốn. Đây cũng chính là cách mà Hiệp Sĩ Đỏ đã đưa Dr. Shield đến level 11. Ai chưa xem video về hồ sơ nhân vật Dr. Shield thì mình có để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Chúng ta cùng tiếp tục vào phần chính. Có một nhân chứng tên là Emilie Langerman. Cô ấy là một nhiếp ảnh gia, chính là người đã chụp bức ảnh về The Red Knight. Tin rằng The Red Knight đã sử dụng ma thuật, nhưng Hiệp Sĩ Đỏ khẳng định rằng anh ta không thực sự tin ma thuật có thật. Anh ta chỉ đơn giản là bẻ cong các định luật để làm điều đó. Thế nhưng, dù cho sức khỏe phi thường, khả năng di chuyển qua các level khác nhau một cách nhanh chóng, thì Hiệp Sĩ Đỏ không phải là bất khả chiến bại. Một số câu chuyện cho thấy anh ta lao vào các trận chiến mà chỉ còn một chút thời gian để đưa những kẻ sống sót qua cổng không gian một cách an toàn. Một số lần khác thì anh ta gần như rối tung lên ở cuối trận chiến, chân thì khập khiễng, một cánh tay bị gãy, bị thương do mũi gai đâm hoặc mũi tên hoặc bất cứ thứ gì mà anh ta phải đối phó.
Tuy nhiên thì anh ta đáp trả lại khá nhanh vì những vết thương đó không phải là vĩnh viễn. Kết luận thì chúng ta có thể thấy rằng The Red Knight có thể bị đánh bại, chỉ là không một ai sống sót để có thể chứng kiến điều đó. Một số người còn tìm thấy những khu vực có những vết chém lớn của kiếm hoặc những dấu hiệu của một cuộc đánh nhau. Theo mình nghĩ thì The Red Knight đã có một phương pháp trốn thoát nào đó, hoặc đơn giản là anh ta bất tử. Vì nếu bị đánh bại trong quá khứ thì The Red Knight sẽ trở lại vào một thời điểm nào đó và luôn luôn là như vậy. Còn về việc The Red Knight được phát hiện vào lúc nào thì vẫn chưa rõ ràng, nhưng có khi chính anh ta đã tìm thấy chúng ta thì đúng hơn. Tại sao á? Cứ thử tưởng tượng xem. Bạn bị rơi vào The Bike Room và rồi bạn bị lạc, bạn tuyệt vọng, và The Red Knight tìm thấy bạn và đưa bạn đến nơi có những người lang thang khác để bảo đảm sự an toàn cho bạn. Không có bất kỳ lời giải thích nào cho việc này, chỉ có giả thuyết cho rằng Hiệp sĩ Đỏ muốn con người chúng ta gắn bó với nhau vì anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng The Bike Room không phải nơi dành cho con người và chúng ta không thể tự chiến đấu một mình được. Thế nhưng, vẫn còn tồn đọng một vấn đề khác, đó chính là tại sao Hiệp sĩ Đỏ lại bảo vệ con người. Một lần nữa, trong ký ức của nhiếp ảnh gia Emilia Langerman, The Red Knight nói rằng đó là công việc của anh ta và anh ta được tạo nên vì điều này. Thậm chí, anh ta còn không biết mình là ai, là một người siêu phàm hay chỉ là một người máy. Có phải anh ta được tạo ra bởi một vị thần mang trong mình trọng trách bảo vệ con người khỏi cái nơi quái quỷ này? Chẳng ai biết được câu trả lời đằng sau nguồn gốc của anh ta. Nó chỉ được ghi chép lại qua trải nghiệm của nhiều người khác nhau. Một lần nữa, trong ký ức của Emilia, thì The Red Knight có biết đến Blue Angel. Thiên thần xanh ở đây chính là một cách gọi của thực thể huyền bí Nostalgi Gaius. Và anh ta biết Nostalgi Gaius là ai và là một người như thế nào. Chẳng lẽ cả hai thực thể huyền bí này có một sự liên hệ bí ẩn nào đó chăng? Tất nhiên, dù cho việc The Red Knight có hay xuất hiện để bảo vệ những người bị lạc lối trong The Bike Room, nhưng không phải trong tất cả trường hợp. Không phải lúc nào bạn cũng sẽ may mắn đến mức có thể gặp The Red Knight, vì anh ta chỉ có một và là duy nhất, và trọng trách mà Hiệp sĩ Đỏ phải gánh vác trên vai là rất lớn. Chúng ta nên cảm thấy may mắn khi The Red Knight đang ở đó. Chúng ta đâu biết rằng chuyện xấu gì sẽ thực sự xảy ra nếu anh ta không còn tồn tại. Trước khi hết video thì mình rất xin lỗi các bạn. Trong khoảng thời gian Tết vừa qua là mình không ra video, bởi vì mình phải đi về quê với gia đình. Tất nhiên là gia đình là quan trọng nhất, vậy nên là mình về quê với gia đình, mình chúc Tết các thứ. Và mình cũng phải ở trên đấy luôn tầm khoảng đến hết Tết. Đến tầm khoảng tối hôm qua thì mình mới về. Cái vấn đề về việc là mình về quê ăn Tết thì nó sẽ không có vấn đề gì trong việc mình làm video. Thế nhưng nó có một cái vấn đề khác, đó chính là nhà rất ồn, rất nhiều người đến chơi, ngày nào cũng thế, dọn nhà rồi chuẩn bị nhà các thứ. Vậy nên là cái việc mà mình làm video gần như là không thể, nó rất là ồn. Các bạn sẽ không muốn nghe cái bản ghi âm là nó có rất là nhiều tiếng người nói, xong rồi rất nhiều tiếng đồ đạc lộn xộn rồi dọn Tết các thứ đâu. Thế nhưng mà mình cũng rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình cho đến thời điểm bây giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về thực thể huyền bí The Red Knight dưới phần comment. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.